Man United chiêu mộ thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Man United được cho là đang để mắt đến thủ môn xuất sắc nhất thế giới nhằm thay thế De Gea. Hợp đồng của thủ thành David De Gea sắp hết hạn và Man United có thể gia hạn hợp đồng của cầu thủ này thêm một năm. Tuy nhiên, phương án này vẫn chưa được hai bên thực hiện vì nhiều lý do khác nhau. Nguồn tin uy tín cho hay, ban lãnh đạo của Quỷ Đỏ đang lên kế hoạch tìm kiếm người kế nhiệm lâu dài cho De Gea và sẽ là người có được đẳng cấp ngang ngửa với thủ thành người Tây Ban Nha. Manchester United được cho là đang để mắt đến thủ môn Jan Oblak của Atletico Madrid. Quỷ Đỏ sẵn sàng đề nghị mức lương 18 triệu euro mỗi mùa, gần gấp đôi mức lương hiện tại tại Atletico Madrid. Jan Oblak từng được nhiều trang mạng bình chọn vào top 10 thủ môn hay nhất thế giới. Dường như chỉ có những siêu sao tấn công hàng đầu như Lionel Messi, Neymar hay Cristiano Ronaldo mới khiến Oblak nhập công. Thủ môn số 1 của Atletico Madrid sở hữu các kỹ năng cơ bản, không quá hoa mỹ nhưng đều được anh mài giũa đến hoàn hảo. Chia sẻ với trang France Football mới đây, Jan Oblak từng thổ lộ, điều quan trọng nhất vẫn là chọn vị trí. Trên khán đài, người ta có xu hướng nghĩ rằng thủ môn hay nhất là thủ môn có những pha cứu thua xuất thần. Tôi không cho rằng điều đó lúc nào cũng đúng. Anh phải làm thế chỉ vì ngay từ đầu anh đã chọn sai vị trí. Theo tôi, điều quan trọng nhất nhưng cũng là khó nhất với một thủ môn là khiến cho đội bóng cảm giác mọi chuyện đang được kiểm soát. Nên tôi phán đoán càng chuẩn xác thì càng tốt. Đây là điều cốt lõi tôi phải cho các đồng đội thấy hoặc khiến cho họ tin rằng mọi việc thật sự dễ dàng. Ngay từ đầu, tôi đã không bao giờ muốn thể hiện bản thân kiểu đó. Anh biết đấy, ngày càng có nhiều thủ môn trẻ thích bay người này nọ. Tôi không trách họ, nhưng tôi luôn muốn làm cho mọi việc trở nên dễ dàng, gọn ghẽ. Nói theo cách khác, không có nhiều người chú ý tới những gì mà tôi làm. Nhưng tính tôi là thế, tôi sinh ra đã như vậy rồi.